Bộ Tài chính đề xuất thông qua một dự thảo thông tư mới, qua đó có thể sẽ giảm từ 10 đến 20% mức thu nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay. Đề xuất này thì được đưa ra nhằm giảm bớt khó khăn cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19. Với một lượt cất hạ cánh, mức thu hiện tại bảo đảm hoạt động bay là 165.000 đồng và 335.000 đồng với phí kinh doanh cảng hàng không. Ngoài ra, phí hải quan, lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay với các chuyến bay nước ngoài đến Việt Nam cũng được đề xuất giảm 10%. Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 20% loạt phí khác, trong đó có phí thẩm định cấp giấy phép, chứng chỉ, cơ sở thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, thử nghiệm máy bay. Các mức giảm phí lệ phí lĩnh vực hàng không nếu được ban hành sẽ thực hiện đến hết tháng 12 năm 2020 và trở lại thu theo quy định hiện hành từ tháng 1 năm 2021.